Fanpage Việt Tân lại vừa loan tin Trần Huỳnh Duy Thức lại tuyên bố tuyệt thực lần thứ 22. Việc bị hạn chế giao tiếp với các nhà dân chủ nhân quyền. Ông ta ca thán rằng nhà tù chỉ cho ông Thức gặp gia đình và từ chối không cho gặp những người này, tức nhà dân chủ nhân quyền, với lý do không phải người thân. Mới đầu năm 2024, Thức đã tuyên bố tuyệt thực với lý do để phản đối việc trại giam tăng cường các biện pháp khắc nghiệt với cả và căng tin không bán đồ ăn. Cùng thời điểm đó, bạn tù của Trần Huỳnh Duy Thức là Đặng Đình Bách cũng tuyên bố tuyệt thực để ủng hộ Thức và phản đối nhà tù không cho ông ta dùng nước nóng và thăm khám y tế. Có thể thấy đây đều là những lý do lãng xẹt. Cũng có thể Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực quá nhiều nên giờ ông ta cạn lý do rồi chăng? Việt Tân bình phẩm rằng tuyệt thực là cách duy nhất người tù thể hiện được chính kiến của mình sau cái chết. Nhưng rõ ràng theo dõi các lần tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức và các nhà dân chủ cho thấy tuyệt thực đã được họ lạm dụng vì nhiều lý do. Trước hết, những kẻ thích tuyệt thực như Thức là nhằm đánh bóng tên tuổi và để bản thân không bị lãng quên. Không khó để nhận thấy dân chủ đã trở thành một nghề và hiển nhiên trong nghề này, việc cạnh tranh thu hút truyền thông để ý đến mình làm cho mình nổi hơn đồng bọn, bởi vì khi đã bị kết án và chấp hành hình phạt tù, nếu không tuyệt thực, không có các hành động chống phá thì tên tuổi của những nhà dân chủ cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Do không thể từ bỏ những lợi ích nên dù bị kết án phạt tù, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để tiến hành các hành động chống đối nhằm thu hút sự chú ý từ các cá nhân, tổ chức cũng như các thế lực phản động ở bên ngoài. Thứ hai, thông qua việc tuyệt thực, kẻ đang chấp hành án ở trong tù cấu kết với các đối tượng phản động chống đối ở bên ngoài, bôi nhọ chế độ, xuyên tạc bản chất nhà nước, muôn vàn thông tin sai lệch liên quan đến việc tuyệt thực được các đối tượng thêu vẽ, trong đó lập luận được các đối tượng liên tục sử dụng là nhà nước ta sử dụng nhà tù để đàn áp, trả thù người chống đối, bất đồng chính kiến, xâm phạm đến nhân quyền của người chấp hành án. Ở bên ngoài, thân nhân và đồng đảng của kẻ tuyệt thực được dịp phủ nhận sạch trơn việc bản thân có hành vi vi phạm pháp luật, vu khống nhà nước, ngăn cản các quyền lợi chính đáng của người dân. Suy cho cùng, đích đến của các đối tượng này cũng chỉ là để thực hiện mưu đồ xâm hại an ninh quốc gia của Việt Nam. Thứ ba, quan trọng nhất, qua hành vi tuyệt thực, kẻ lưu loa, người hưởng ứng cùng như thổi phồng sự việc, từ đó kêu gào sự giúp đỡ, can thiệp từ chính giới phương Tây, tổ chức hay cơ chế nhân quyền quốc tế, gây sức ép đáp ứng các yêu cầu của kẻ tuyệt thực và trả tự do cho đối tượng. Cuối cùng là những mong đợi giúp bản thân được sớm ra tù. Với chiêu trò tuyệt thực, các đối tượng bị kết án đã tạo ra cái cớ để những thế lực bên ngoài thò tay vào công việc nội bộ của nước ta, tạo lý do để các bản phúc trình về dân chủ, nhân quyền có nội dung sai lệch được công bố. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy rõ, việc tuyệt thực chính là một cách để các đối tượng phản động, chống đối tạo cớ cho các tổ chức bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước ta. Trước hết, đó là các cá nhân, tổ chức phản động cơ hội chính trị người Việt ở trong và ngoài nước. Các nhóm trên có sự cấu kết chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chính là chống phá nhà nước, xóa bỏ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở nước ta. Thực tế, các đối tượng lưu loa tuyệt thực song tại trại giam cho thấy các đối tượng phạm nhân này vẫn ăn uống bình thường theo tiêu chuẩn quy định, thậm chí họ còn tiếp nhận thực phẩm tiếp tế từ gia đình khá đầy đủ. Từng có lần tuyệt thực, Thức và gia đình ông ta diễn quá lố, khiến đồng đảng bên ngoài khóc lóc kêu cứu, kêu gọi ông ta đừng chết, khiến truyền thông công an động lòng, xách máy quay vào tận nhà tù để dẫn cận cảnh hình ảnh, phong độ, cách sống, tình trạng sức khỏe của Thức và đưa lên an ninh TV để dập tắt trào lưu, cầu nguyện và đòi tự do cho Thức. Như vậy, rõ ràng là hành động tuyệt thực của các đối tượng thể hiện sự chống đối quyết liệt, ngoan cố và thiếu tôn trọng pháp luật. Nguy hiểm hơn, hành động này lại được không ít kẻ cổ súy tung hô và sử dụng vào việc xâm hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. Bên cạnh việc xử lý những kẻ có hành vi sai phạm, Đảng, Nhà nước đẩy mạnh việc tuyên truyền các thông tin chính thống, chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch về vấn đề tuyệt thực để người dân hiểu rõ sự thật, cảnh giác với các âm mưu, hành vi chống phá. Quy luật cho thấy việc tuyệt thực của các đối tượng không phải diễn ra một cách ngẫu nhiên mà nó được tính toán một cách hết sức cẩn thận. Nghiên cứu về việc này, chúng ta không khó để nhận ra một điều hài hước là các lần tuyệt thực đều diễn ra theo một quy trình chung. Ban đầu, thông qua việc thăm gặp người nhà, các đối tượng đang chấp hành án sẽ rêu rao thông tin bản thân mình đang tiến hành tuyệt thực trong trại giam. Sau đó, người nhà của các đối tượng này trở thành cầu nối, lan truyền thông tin đến những báo đài cũng như những cá nhân tổ chức phản động chống đối. Trên cơ sở nguồn tin từ người thân của các tù nhân lương tâm, các hãng báo chí thù địch hoặc thiếu thiện cảm với Việt Nam và các đối tượng chống đối tiến hành viết bài xuyên tạc, thổi phồng sự việc, vu khống bản chất chế độ.
Đáng lẽ ra, thay vì ăn năn, hối cải trước bản án thích đáng của pháp luật để từ đó sửa chữa, thay đổi bản thân mình, một số người được các thế lực thù địch và tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam gắn nhãn hiệu tù nhân lương tâm vẫn cố tình chống phá đất nước một cách tuyệt vọng bằng nhiều chiêu trò khác nhau, mà phổ biến nhất là bịa ra chuyện tuyệt thực. Bằng thủ đoạn này, họ mưu đồ lôi kéo sự chú ý của dư luận nhằm tiếp tục vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặt ra các đòi hỏi yêu sách phi lý. Tuy nhiên, lần tuyệt thực này có lẽ sau nhiều lần bị lường gạt, dư luận và cộng đồng quốc tế cũng như không ít người từng ủng hộ các tù nhân này đã hiểu rõ bản chất vấn đề. Mục đích thực sự của Trần Huỳnh Duy Thức khi tuyên bố tuyệt thực không phải là để phản đối chế độ khắc nghiệt trong trại giam, mà là để tạo ra một làn sóng dư luận đồng cảm và gây áp lực lên cơ quan pháp luật. Điều này có thể khiến một số người hiểu lầm và nghĩ rằng ông ta đang bị đối xử bất công. Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan để không bị lừa dối bởi những chiêu trò này. Hành động tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ gây sự hiểu lầm trong dư luận mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho những người khác trong trại giam. Nếu mỗi lần vi phạm pháp luật mà người ta chỉ cần tuyên bố tuyệt thực để được đối xử đặc biệt thì sẽ tạo ra một sự mất công bằng trong việc thực thi pháp luật. Chiêu trò tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức là một thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng dư luận và tránh né trách nhiệm pháp lý. Công luận cần phải tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan để không bị lừa dối bởi những chiêu trò này. Pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm minh và công bằng, không để bất kỳ ai có thể lạm dụng quyền lực hoặc tìm cách thoát khỏi trách nhiệm bằng những hành động mưu mô. Việc Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực không thể che giấu được sự thật rằng hắn đã vi phạm pháp luật và cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.